Chào mừng các bạn đã đến với Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Ở đây, chúng tôi tập hợp rất nhiều các tình huống từ những pha bóng đẹp ngắt ngay đến những màn cười ra nước mắt từ các ngôi sao trên toàn thế giới. Và nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên hãy like, share và subscribe cho channel của mình nhé. Xin chào! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Bóng đá vốn là kênh thể thao hấp dẫn nhất hành tinh và nó còn trở nên hấp dẫn hơn với những hình ảnh khó đỡ trên sân. Thậm chí camera còn vô tình bắt được những hình ảnh hết sức hài hước của các siêu sao bóng đá. Còn chần chờ gì, hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc khi những cầu thủ trở thành diễn viên hài trên sân cỏ. Neymar vốn được biết đến là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, thế nhưng lần này chưa kịp phô diễn kỹ thuật, anh đã bị ngã lăn quay trên sân cỏ. May là nó chỉ diễn ra trên sân tập, chứ không phải là một trận đấu chính thức nào. Còn anh chàng trong tình huống này có lẽ đã quá bất bình với chiếc thẻ đỏ mà anh tài đã dành cho mình, đến nỗi không thể chịu đựng thêm mà phải tung một cú đá như trời đánh như thế này đây. Nếu không có sự ngăn cản của đồng đội, có lẽ anh chàng này còn định ăn thua đủ với vị vua áo đen. Thật là một pha dàn xếp đá phạt rườm rà và lộn xộn, đến nỗi cầu thủ đối phương không thể kiên nhẫn thêm nữa mà phải chạy lên, tung cú sút và gây sự với cầu thủ áo sọc đỏ đen. Dĩ nhiên hành động này của anh nhận vô số phản đối từ các cầu thủ và trọng tài. Nữ trọng tài trong tình huống này chỉ vì muốn đến gần để quan sát rõ hơn, nhưng cuối cùng lại phải nhận nguyên trái bóng vào mặt. Còn anh chàng cầu thủ này nếu không bén duyên với sự nghiệp quần đùi áo số, có lẽ đã trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cứ nhìn cách anh ta ăn vạ nhiệt tình khi bị đối phương quệt tay lên tai thì bạn sẽ hiểu, thậm chí anh chàng này còn ôm cả mặt, nằm vật ra tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched. Cầu thủ áo xanh rõ ràng là muốn ngăn cản đối phương đang giữ bóng, nhưng thế nào cuối cùng lại thành một chiêu cung phu nhắm thẳng vào đồng đội của mình.
Bực mình vì cầu thủ đối phương liên tục bị đeo bám, anh chàng này đã biến sân cỏ trở thành khán đài đối kháng bằng cách tung một cú cước thẳng vào bụng cầu thủ áo vàng. Thì đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong tình huống này. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Phải là người có kỹ thuật rất tốt thì cầu thủ áo đỏ mới có thể thực hiện được pha ngã bàn đèn đẹp mắt như thế này. Tiếc là anh lại ghi siêu phẩm đó vào lưới của đội nhà thay vì là lưới của đối phương. Dĩ nhiên, chỉ có những cầu thủ áo trắng là ăn mừng, còn chủ nhân của siêu phẩm lại sững sờ như thế này đây. Không hiểu lý do gì mà cầu thủ áo sọc lại dẫn bóng đến trước khung thành và đứng đợi ở đó chứ không dứt điểm. Đồng đội của anh dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng cho riêng mình. Nếu là bóng chày với cú đánh như vậy, có lẽ anh chàng này đã đem về một cú ăn điểm trực tiếp cho đội nhà. Chỉ tiếc đây là bóng đá và điều đó đồng nghĩa với việc anh vừa đá một cơ hội ngon ăn của cả đội lên trời. Khung thành trống người tưởng chừng là điều không dễ dàng hơn, vậy mà cầu thủ này vẫn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, dẫu cho khoảng cách từ anh đến khung thành chỉ hơn 5 mét.
thủ môn trong tình huống này, thay vì chạy tới ôm gọn bóng, lại lao tới ôm chầm lấy cầu thủ của đối phương nằm xuống sân. Không rõ cầu thủ này có sự nhầm lẫn nào không, nhưng rõ ràng cô ta xứng đáng nhận một chiếc thẻ cho hành động này của mình. Trên đây là những khoảnh khắc vô cùng hài hước của các siêu sao bóng đá. Nếu không theo sự nghiệp cuồng đuổi áo số, có lẽ các cầu thủ này đã trở thành những diễn viên hài đầy tiềm năng. Còn bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết bằng cách để lại comment phía bên dưới. Đừng quên subscribe và ấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh có video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.